đến 12 giờ hơn rồi nên là mình quyết định đi ăn trưa nhưng mà bởi vì tóc hơi bết nên là mình phải cải tạo một chút trước khi đi ăn sẽ dùng cái dầu gội khô này để xử lý xem nó có ok không nhá cái chai này thì mình mới nhặt được trong túi người yêu mình mình không biết đọc tên thương hiệu nhưng mà nhìn thấy kiểu classic fresh với cả mùi hương chanh xả là thấy ok rồi đấy ui lại còn made in uk ấy này kinh nhỉ người qua thì mình thấy mùi hương rất là mát và không bị nóng ấy kiểu phù hợp cho những ngày hè như thế này thổi lắc đều xong xịt lên đầu xem sao nhá mình xịt tầm ba bốn phát rồi sau sau một chút thì tóc nó cũng tơi lên hẳn kiểu nó không bị bết dính nữa xịt tí mà nhẹ cả đầu